Sáng nay ngày 1 tháng 9 tại nhà thi đấu Budokan, huyện Chợ Lách diễn ra lễ khai mạc thi đấu môn cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bến Tre lần thứ 9 năm 2022. Môn cầu lông đại hội dự kiến thi đấu trong 3 ngày, có 94 vận động viên được tuyển chọn từ các huyện, thành phố và đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh tham gia. Các vận động viên thi đấu ở 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Ngành thể thao huyện Chợ Lách vinh dự được chọn đăng cai tổ chức thi đấu môn cầu lông trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bến Tre, qua đó góp phần tuyên truyền đẩy mạnh phong trào tập luyện cầu lông trên địa bàn phát triển.